Nay mình làm một cái món dân dã nhé, là từ cái củ từ này. Thực ra là cái món này thì ai cũng làm được, nhưng mà mình muốn làm cái món này để ăn và mình chia sẻ để các bạn biết được về cái công dụng của cái củ từ này đối với sức khỏe, hay là khoai từ ấy. Không chỉ là một món ăn dân dã mà là quen thuộc, mà cái này nó còn là vị thuốc rất là có lợi cho cơ thể con người ấy. Khoai từ này dùng để cho những người ăn kiêng ấy, và những người bị tiểu đường, là tăng huyết áp, béo phì này. Và nó là một cái thức ăn này để hỗ trợ cho phòng chống nhiễm độc kim loại nặng ấy, trong môi trường sống ấy, môi trường lao động có chất độc ấy. Và thậm chí nó còn giúp cho cả những người bị táo bón này, khó ngủ này. Và cái đầu của chúng ta, cái trán chúng ta hơi nóng, hơi sốt ấy. Và nhất là đối với trẻ em và người già, có rất là nhiều cái công dụng như vậy. Thế nên hôm nay mình chia sẻ cái món khoai từ này. Khoai từ này thì nấu được rất là nhiều món. Các bạn có thể nấu canh với xương, canh với tôm, xương sườn ấy, hoặc là canh với tôm, và các bạn luộc để ăn. Thậm chí các bạn nấu cháo cũng được ấy. Nhưng hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách đơn giản nhất là mình luộc. Bây giờ mình sẽ rửa sạch đi và để cả vỏ nhé. Sau mình luộc luộc đến khi mà khoai nó chín, nó bở bung ra là được. Với cái luộc cái củ từ này hay là khoai từ này, mình sẽ cho nước ngập sâm sấp như này nhé. Và các bạn lưu ý là nếu cái luộc khoai ấy, thì các bạn không cần cho nhiều nước, chỉ cần một lần ngập sâm sấp như vậy thôi. Và chúng ta đun đun khi mà khoai nó sủi thì các bạn cho nhỏ lửa và các bạn om khoảng 20 đến 25 phút tùy theo khoai to hay khoai nhỏ ấy. Thậm chí nếu mà có những củ khoai nó to thì các bạn mình có thể phải om đến 30 phút thì khoai mới chín được đấy. Về cơ bản là các bạn cứ luộc đến khi khoai nó bở là được nhé. Khi khoai bở thì mình đổ ra rổ để cho ráo nước, và ăn khi nó ấm ấm thì nó sẽ ngon hơn đấy. Đợi nó sủi nhé, sau cho nhỏ nhiều nước và mình luộc. Vì sao mình lại chia sẻ cái món ăn này? Vì thực sự là mùa khoai từ mà đến ấy, thì mọi người nhà nhiều người sẽ không biết đến cái món này. Mà nếu mà đã biết rồi thì các bạn nên ăn thử ấy, và thường xuyên ăn ấy, nhưng không phải là ngày nào cũng ăn. Nghĩa là mình thỉnh thoảng mình gặp mình nên mua mình ăn ấy, để nó vì nó rất là tốt cho sức khỏe như vậy. Thế nên các bạn nên ăn thử. Ngoài nó là một cái món ăn có nhiều tinh bột ra, nó lại còn rất là tốt, thậm chí nó làm vị thuốc quý để giúp cho cơ thể con người chúng ta, như mình vừa nói, dành cho người ăn kiêng, người bị tiểu đường, người bị tăng huyết áp, người bị hộp béo phì, và thậm chí nó còn hỗ trợ phòng chống những nhiễm độc kim loại nặng ấy, ví dụ như vậy ấy. Thế nên các bạn hãy mua để ăn nhé. Mình chia sẻ là vì nó có nhiều công dụng như vậy thôi. Để đợi cho nó sủi nhé. Và thường luộc những cái loại củ này ấy, thực ra mình không gọt vỏ thì mình cũng không cần phải cho muối đâu. Còn nếu gọt vỏ mình cần cho một chút chút xíu muối ấy, để cho nó hơi đậm một tí ấy. Nhưng mà mình quen cho muối rồi. Với khoai tây thì không cho, nhưng với những cái khoai này thì mình hay cho một chút xíu muối ấy, để khi luộc ấy nó đậm vị hơn ấy. Chỉ cho khoảng nửa thìa cà phê muối một cùng ấy, đây một cân nữa. Sắp sủi rồi đấy. Các bạn không cho muối cũng được nhé. Đây mình là thói quen nên mình hay cho một chút xíu muối vào. Để nó sủi thì nó phải mất khoảng 5 phút nó sủi. Và mình để thêm khoảng 20 đến 25, thậm chí 30 phút nữa để cho khoai nó bở nhé, với cái lửa nhỏ. Nó chín bằng hơi mà. Các bạn đợi cho nó sủi bùng lên và sủi lâu một chút, sau đó mới hạ nhỏ lửa để om nhé, để luộc nhé. Luộc để cho nó chín hơi ấy. Bắt đầu sủi rồi. Ngoài cái món luộc đơn giản này ra, các bạn còn nấu canh với xương sườn rất là ngon, hoặc canh với tôm, hoặc là nấu cháo ấy với củ từ này cũng rất là ngon, thậm chí cần làm bánh ấy. Nó bắt đầu sủi bùng lên một lúc rồi, để cho cái ngượng nhiệt nó đều lên á, thì sau đó mình mới hạ lửa nhỏ. Rồi bây giờ các bạn cứ cho lửa nhỏ để cho nó chín từ từ và nó không bị chảo nhé. Đợi khoảng 20 phút sau mình quay lại. Sau khi luộc được khoảng 20 phút nhé, giờ mình sẽ đi kiểm tra củ.
chèm cho cái củ trên cùng nhất này. Nó mềm rồi này, nó bở rồi này các bạn. Đây, nó bung như này là được rồi nhá. Bây giờ những củ dưới này đảm bảo là nó cũng bở, vì củ trên nó cần bở ấy. Thế nên bây giờ mình sẽ cho ra nhé, và mình đổ ra cái rổ cho nó ráo nước thì mình thưởng thức nhé. Các bạn luộc từ 20 phút là tính từ lúc sủi nhé, với cái nửa vừa nhưng không nhỏ quá nhé. Hoặc là các bạn nếu không nó chưa bở thì các bạn luộc tiếp cho mình nhé. Để tắt bếp để mình vớt ra. Nhìn củ rất là bở, ngon như này là được rồi nhé. Và giờ mình sẽ đi thưởng thức và dừng video về món củ từ và công dụng của củ từ tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.